Chào cô chú anh chị em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay em xin lên ít con máy size lớn. Mong anh chị em ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên là lên con Olympic Jun 93 ha. Máy này thì là cực kỳ to ha. Đây. Con này size nó chắc size lớn đó. Size tầm 10.000 ha. Con này đây, Olympic Jun 93. Con này size tầm 10.000 đó. Size lớn ha. Rồi, con này chết tay phải nha. Không có đổi tay trái phải được ha. Đó. Đó. Con này không đổi tay trái phải được ha. Con này chết tay phải nha. Đây, ở đây nó có cái tem nó bong ra này. Đó, nên là khi quay nó hơi kêu ha. Đó. Côn của nó là chỉ quay một chiều thôi nha, không đổi tay trái phải ha. Không đổi tay trái phải và mô bin sóng ha. Đấy, muốn gỡ cối ấy là phải gỡ ở đây ha, rồi xoay con ốc này nha. Đó, con ốc này đấy. Chung là mình không có cái tu vít đây, không gỡ ra được ha. Con này có cốt trợ lực nha, size rất lớn ha, cốt trợ lực size lớn, đổi tay trái phải ha, mô bin sóng, cốt trợ lực size lớn, đổi tay trái không đổi tay trái phải được chứ. Con này bị chết tay phải đây ha, chết tay phải nha. Con này cũng đời cũ lắm rồi ha, nhưng mà cả siêu khỏe nha. Cái tay là tay vặn ha. Chết tay phải nha. Hoạt động bình thường ha. Đấy. Tay vặn nha. Này. Tay vặn ha. À. Sai lớn luôn nha. Sai tầm lớn nè. Đấy ha. Rồi, con này để mình gửi đến em giá 350k mình bao ship nha. Máy đời cổ cũ. Đây ha. Rồi. Với con thứ hai. Con thứ hai là con Olympic nha. Lên con Olympic. Đây. Olympic Golden Cup G47 nha. Mới trước mình có một con G40 rồi. Thì anh em mua nhanh lắm, con này là con G47 ha. Con này còn rất êm nha. Đây anh em nghe cái tiếng đó này. Đó, rất êm ha, không rung lắc gì ha. Đó. Con này còn cực kỳ êm nha. Đó. Cực kỳ êm, cực kỳ nhẹ ha. Rồi, đổi tay trái phải nha, đổi tay trái phải, đổi chai tay trái phải ha. Rồi. Con này size tầm 8 đến 10 ngàn ha. Cho trên khối đây là không còn nhìn thấy nữa ha. Size từ 8 đến 10 ngàn á. Con này chắc mình nghĩ size 10 ngàn quá. Cối to mà. Rồi. Mâm đúc ha. Mâm này đúc nha. Rồi. Cối được đúc hết ha. Rồi. Con này. Dòng này là cối luôn luôn đúc ha. Đó. Cối đúc còn sáng trưng nha nha. Rồi. Thì con này á là size cũng lớn hơn ha, mình gửi đến anh em là 500k mình bao ship nha. Con này lớn hơn con G40 nhiều mà. Đó. Thì gửi đến anh em, gửi đến em 500k mình bao ship nha. Đây con Golden Cup 47 ha, G47 Olympic Golden Cup G47 ha. À, con này gửi đến anh em giá 500k mình bao ship nha. Con này size từ 8 đến 10 ngàn đó. Ở trên cối không còn ghi gì nữa. Mô bin sóng nha. Đây, cái mô bin còn kêu cực kỳ êm ha. Này, mô bin này. Đó. À, đổi tay trái phải nha. Con này đổi tay trái phải được nha. Rồi, gửi đến anh em giá là 500k mình bao ship ha. Rồi. Con số 2 nha. Mã số 2 nha. Rồi, bây giờ đến mã số 3.
Mã số 3 là con Olympic nha. Con Olympic. Con Olympic Let's Go 400 nha. Olympic Let's Go 400 ha. Con này còn rất đẹp nha anh em. Con này rất đẹp ha. Con này rất đẹp. Đây, con lăn sáng trưng nha. Con lăn này đang sáng trưng luôn ha. Đây, con Olympic ha. Olympic Let's Go 400. Đó. Con này còn rất đẹp nha anh em. Đây, đang còn sáng trưng hết ha. Êm mượt cực kỳ nha. Con này khá là êm mượt ha. Olympic Let's Go 400. Đổi tay trái phải. Đổi tay trái phải ha. Mô bin sóng. Đây, mô bin sóng ha. Đó, mô bin sóng. Đang còn êm mượt nha. Rất là êm mượt ha. Rồi. Thì con này size của nó tầm tầm size 5.000 á. Này mình nghĩ size nó size mấy tầm 5.000 ha. Đấy, anh em nghe không? Rất là êm mượt nha. Rồi, không có rung lắc gì đâu nha. Rất êm mượt, không rung lắc. Chưa được sơn lại ha. Còn nguyên nước sơn zin nha anh em. Con này là còn zin nguyên ha. Đấy. Những con mà còn mới zin như thế này kiếm nó cũng khó ha. Thực sự ra là cũng khó kiếm, nhưng mà này do mình sưu tầm thôi nha anh em. Mình sưu tầm nhiều năm thì nó có thôi. À, con này là con mã số 3 nha. Mã số 3. Full kim loại ha. Full kim loại, ba con máy từ đầu giờ đều full kim loại hết nha. Mã số 3. Full kim loại. Đổi tay trái phải. Ồ, con này gửi đến anh em giá 550k mình bao ship nha. Con này gửi đến em giá 550k mình bao ship. Máy còn rất mới ha, cực kỳ êm mượt nha anh em. Đấy. Con này bây giờ mà kiếm thì chắc cũng ra thôi, nhiều mà. À, nhưng mà mới bóng đẹp êm như thế này thì nông cốt không rung lắc gì hết ha. Đó. Rồi. Con mã số 3 550k mình bao ship nha. Rồi, lên con số 4. Con số 4 này á, là con Olympic Let's Go 550 Mark 3 nha. Let's Go 550 Mark 3. Con này cước số 10 vào 200m. Thì mình nghĩ size tầm 10-11.000 á. Con này ratio của nó là 4.4. Nặng 780g ha. Con này còn cực kỳ mới mà rất đẹp nha anh em. Con này mới lắm mà rất đẹp ha. Đó. Thì xui lắm. Xui cái nó là đồ bãi ha. Nếu mà nó mà có hộp có đồ thì trời, con này giá cao cực kỳ luôn đấy chứ. À, mô bin sóng. Đổi tay trái phải nha. Mô bin sóng đổi tay trái phải ha. Cước số 10 vào 200m. Con này size tầm 12.000 đấy. Đó. À, tầm 10.000 chứ. Con này size tầm 10.000 trở lên ha. Rất êm mượt, full full kim loại luôn ha. Cối này đang còn sáng trưng hết nha. Để mình kiếm ngay tu vít, mình mở cái cối ra ha. Em chờ mình chút xíu nha. Đây, có tu vít rồi ha. Để mình mở cái cối ra cho anh em xem nha. Rồi. Cối con này là có khóa số nha anh em. Này, có khóa số đâu đó hết ha. Đấy, cối rút là ra. Đấy. Ở bên trong đang sáng trưng nha anh em. Con này còn rất mới nha. Mà có thể gọi là siêu phẩm đó nha. Dòng này bây giờ mà mới như thế này kiếm đâu ra. Đấu giá bên Nhật sợ chưa ra nữa chứ. Đó. Thì ở đây là cối là có khóa số hết nha. Cối có khóa số hết ha. Đó, có số hết. Rồi, mô bin sóng nha. Con này á, mà mới như thế này á, là rất hiếm nha. Đó, mới như thế này thôi là rất hiếm ha. Dòng này to ha. À, to. Đó, để chân cũng đẹp ha. Cực kỳ êm mượt nha anh em. Con này còn rất là êm mượt ha.
Đó, thiếu cái hộp nữa thôi ha. Đó. Rồi, Olympic Let's Go 550 Mark 3 ha. Đó. Rất là êm, rất là nhẹ nha. Đó. Đó. Đang còn kêu kịch kịch nữa. Để kịch liền ha. Đó. Rồi. Con này còn rất là mới ha. Thì mình xin gửi đến anh em giá của con máy này là 1 triệu 8 nha. Con này có thể gọi là một trong những siêu phẩm hôm nay ha. Đó, xin gửi dành đến các anh em ha. Rồi, con này câu cái gì cũng chắc cũng lên quá, cạo trâu cạo bò gì vô tư ha. Nhưng mà câu 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 cái những anh em mà đi câu cá tra cá da trơn đồ vùng miền Tây ha, là cái này săn chấm đen vùng miền Bắc ha, hoặc là săn chấm cỏ, săn cá khủng ở vùng Tây Nguyên ha, ở các đập hồ lớn ha. Đó. Con máy này là đẹp long lanh ha. Bây giờ kiếm đâu ra? Máy này chưa bao cho anh em luôn nha. Máy này mình bao cho anh em luôn là chưa có một cái gì gọi là sơn lại hết ta. Zin Z từ A đến Z luôn ha. Ở đây có một chấm nhỏ này ha. Ở đây có một chấm nhỏ nha. Đó, cái chấm này là keo hay là cái gì keo thôi ha, keo á chứ không phải là gì đâu. Ở đây cũng vậy ha, ở đây là bị đổ dạng nó hơi ố ố ra giống như là bị mỡ bò nó dính lên thôi ha. Này em về lau chùi sáng liền ha. Rồi. Con này rất đẹp nha anh em. Thì rồi video mình giờ có 5-4 con máy thôi ha, giới thiệu với anh em 4 con máy. Cảm ơn anh em theo dõi. Rồi chúc sức khỏe anh em ha, chúc anh em có nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành. Đi câu thì câu được Hugo ha. Chào anh em nha.